thêm một loạt cựu quan chức cao cấp của Việt Nam đối mặt với các hình thức kỷ luật của đảng Cộng sản vì điều được nói là những sai phạm nghiêm trọng xảy ra trong khi họ đương nhiệm. Ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bị cách hết tất cả chức vụ trong đảng, trong khi ông Mai Tiến Dũng, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ và ông Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, bị khai trừ ra khỏi đảng. Các quy định kỷ luật được đưa ra bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hội họp tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 5, truyền thông trong nước đưa tin. Ông Hải bị nói là đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm tại Đảng bộ chính quyền thành phố, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố. Những sai phạm bị cáo buộc của ông tập trung chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 liên quan tới việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Vietnamnet. Ngoài ra, ông cũng bị cho là có dính dáng đến sự nổi lên của tập đoàn Vàng Thịnh Phát, tập đoàn bất động sản sừng sỏ thâu tóm những mảnh đất vàng ở các vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố lớn nhất nước. Ông Dương Văn Thái, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang và ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thì bị cáo buộc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chính sách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Thái đã bị khởi tố và tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án tại tập đoàn Thuận An. Ông Dũng bị bắt cùng với cáo buộc tương tự liên quan tới một dự án tại tỉnh Lâm Đồng. Một loạt thay đổi thượng tầng trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam được chính thức loan báo trong ngày khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 hôm 16 tháng 5. Trong đó, một lãnh đạo cao cấp tiếp theo bị cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác. Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, là người thứ ba trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam rời khỏi chức vụ trong vòng hai tháng, theo thông cáo chính thức của Ban chấp hành Trung ương. Lý do được nêu ra là trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, gây ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân bà mai là nhân vật lãnh đạo cao thứ năm sau tứ trụ là tổng bí thư chủ tịch nước thủ tướng và chủ tịch quốc hội bà cũng là nữ lãnh đạo duy nhất trong bộ chính trị và từng được dự đoán là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chức tổng bí thư thay thế ông nguyễn phú trọng những thay đổi ở cấp cao nhất diễn ra sau nhiều tuần biến động chính trị trong đó chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước đều từ chức vì những cáo buộc vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và chịu trách nhiệm người đứng đầu giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng leo thang. Trong ngày khai mạc hội nghị trung ương chính, ban chấp hành trung ương đảng quyết định giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 là hai vị trí đang bỏ trống sau khi chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ rời đi. Quốc hội dự kiến sẽ bỏ phiếu về những vấn đề này trong phiên họp thường lệ bắt đầu vào thứ Hai cùng với bốn thành viên của Bộ Chính trị. nhập khẩu từ việt nam vào mỹ đã tăng lên đáng kể giữa bối cảnh mỹ tăng cường nỗ lực giảm thương mại với trung quốc reuters dẫn các dữ liệu cho biết trong khi việt nam lại phụ thuộc rất nhiều về nguyên liệu đầu vào từ trung quốc cho các đơn hàng xuất khẩu hãng thông tấn này đưa tin có một sự đột biến đáng kể trong quan hệ thương mại giữa trung quốc Việt Nam, Mỹ, làm cho tình trạng mất cân bằng thương mại càng lớn khi Việt Nam vào năm ngoái có mức thẳng dư thương mại với Mỹ gần 105 tỷ đô la, lớn gấp 2,5 lần so với năm 2018, khi chính quyền Trump lần đầu tiên áp thuế quan nặng nề lên hàng hóa Trung Quốc. Việt Nam hiện có thẳng dư thương mại với Mỹ cao thứ tư, chỉ thấp hơn Trung Quốc, Mexico và Liên minh châu Âu. Dữ liệu cho thấy sự bùng nổ xuất khẩu của Việt Nam được thúc đẩy bởi hàng nhập khẩu từ nước láng giềng Trung Quốc với dòng vốn chảy vào từ Trung Quốc gần như khớp hoàn toàn với giá trị và sự biến động của xuất khẩu sang Mỹ trong những năm gần đây. Reuters dẫn ra một điển hình là linh kiện nhập khẩu năm 2022, chiếm khoảng 80% giá trị xuất khẩu điện tử của Việt Nam, là mặt hàng nhập khẩu chính của Mỹ từ Việt Nam, theo số liệu từ Ngân hàng Phát triển Châu Á. Theo dữ liệu của Việt Nam, một phần ba hàng nhập khẩu của Việt Nam đến từ Trung Quốc, chủ yếu là hàng điện tử và linh kiện tình trạng mất cân bằng thương mại ngày càng tăng diễn ra giữa lúc việt nam đang tìm cách đạt được quy chế kinh tế thị trường tại mỹ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao vào năm ngoái